cực phần luôn. Cái này miếng đất thì nó là miếng đất, nó là con mồi đất, nhưng mà nó cũng là con mồi giúp để họ kia xà vào trong vùng chết. Cảm ơn các bạn nha, rất nhiều những bàn tay thân thiện, rất nhiều những trái tim hồng.
Hãy
Thank you.